Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài biểu thức có chữ chữ. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta có thể quan sát tranh ở trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Chúng mình có thể cho thầy biết hình ảnh trong tranh chúng ta quan sát được đó là gì? À đúng rồi. Thì ở đây chúng mình có thể thấy có hai bạn nhỏ đang đến quầy bánh và mua những chiếc bánh. Tình huống xảy ra ở đây thì cô bán hàng hỏi đó là cả hai bạn mua bao nhiêu chiếc bánh. Bạn nam thì cho chúng ta biết đó là cháu mua 3 chiếc bánh. Còn bạn nữ thì cho chúng ta biết đó là cháu cũng muốn mua bánh. Như vậy tình huống ở đây chúng ta thấy muốn biết được cả hai bạn mua bao nhiêu chiếc bánh thì chúng mình sẽ làm như thế nào? À đúng rồi. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy nếu như muốn biết cả hai bạn mua bao nhiêu chiếc bánh thì chúng ta sẽ cộng những chiếc bánh mà hai bạn này mua lại với nhau, đúng không? Và ở đây thì chúng ta thấy bạn nam thì cho chúng ta biết đó là sẽ mua 3 chiếc bánh thì chúng ta biết rồi. Còn bạn nữ thì cho chúng ta biết đó là cháu cũng muốn mua bánh. À bạn ấy cho chúng ta biết là cháu cũng muốn mua bánh thôi, còn cụ thể là bao nhiêu bánh thì chúng ta chưa biết, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hôm nay, đó là biểu thức có chữ chữ. Ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy đây là bạn An và bạn Hoa, hai bạn đang đến quầy mua bánh. Bạn An thì mua 3 chiếc bánh, còn bạn Hoa thì mua A chiếc bánh. Như vậy thì chúng ta thấy bạn An đã cho chúng ta biết là sẽ mua mua 3 cái, đúng không? Còn bạn Hoa thì như thế nào? Đúng rồi, cho chúng ta biết chỉ là mua A chiếc bánh thôi, đúng không? Như vậy thì cả hai bạn mua chúng ta thấy sẽ là bằng A. A chính là của bạn An, cộng với A chính là bạn Hoa chiếc bánh. Và trong biểu thức 3 cộng A này, chúng ta thấy đây là biểu thức như thế nào? Đúng rồi, có chứa chữ, đúng không? Chúng ta thấy đây là biểu thức có chứa một chữ. Như vậy, 3 cộng A là biểu thức chứa một chữ, cụ thể đây là A. Và ở đây nếu như A bằng 1 thì 3 cộng với A sẽ bằng bao nhiêu? À đúng rồi, chính xác. Nếu như A mà bằng 1 thì 3 cộng với A tức là bằng 3 cộng với 1 thì sẽ là bằng 4, đúng không? Và 4 là giá trị của biểu thức 3 cộng với A bằng 1. Như vậy biểu thức này chúng ta thấy nếu như thay A, biểu thức chứa chữ này bằng 1 thì chúng ta chỉ cần thay vào. Nếu A bằng 1 thì 3 cộng với A sẽ bằng 3 cộng 1 và bằng 4. Và 4 là giá trị của biểu thức 3 cộng với A bằng 1. Vậy thì với A bằng 2 thì như thế nào? À đúng rồi, chính xác. Nếu như A bằng 2 thì 3 cộng với A ở đây sẽ bằng 3 cộng với, đúng rồi, cộng với 2. Và 3 cộng với 2 sẽ là bằng bằng 5. 5 là giá trị của biểu thức 3 cộng với A bằng bằng 2. Vậy thì nếu như A bằng 3 thì sao? À nếu như A bằng 3 thì chúng ta cũng thay A bằng 3 vào, đúng không? Nếu A bằng 3 thì 3 cộng với A sẽ bằng 3 cộng 3 và bằng 6. 6 là giá trị của biểu thức 3 cộng với A bằng 3, đúng không? Và mỗi lần thay chữ A bằng một bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức 3 cộng với A. Như vậy thì biểu thức chứa chữ ở đây, chúng ta chỉ cần thay vào. Mỗi lần thay như vậy thì chúng ta sẽ tính được một giá trị của biểu thức với A cộng với 3. 3 cộng với A. Đến với một ví dụ nữa thì chúng ta thấy là nếu như
Bạn An thì mua chiếc bánh, và bạn Hoa thì mua B chiếc bánh. Vậy thì hai bạn này mua chúng ta sẽ làm như thế nào? À đúng rồi. Như vậy thì nếu như An mà mua A chiếc bánh, còn Hoa thì mua B chiếc bánh, và cả hai bạn mua thì chúng ta sẽ lại cộng A với B chiếc bánh lại với nhau đúng không? Thì đây là biểu thức gì? À đúng rồi. A cộng với B là biểu thức chứa hai chữ đúng không? Cụ thể là A và B. Như vậy chúng ta thấy đây là biểu thức có chứa hai chữ. Thì nếu như A bằng 5 và 3 thì B bằng 3, thì A cộng với B sẽ là bằng 5 cộng với 3 bằng 8. Ta nói giá trị của biểu thức A cộng với B với A bằng 5 và B bằng 3 là 8. À như vậy thì nếu như hai biểu thức A cộng với B thì A mà bằng 5, B mà bằng 3, thì A cộng với B ở đây sẽ là bằng 5 cộng với 3 và bằng 8. Ta nói giá trị của biểu thức A cộng với B với A bằng 5 và B bằng 3 là 8. Vậy thì nếu A bằng 4 và B bằng 0 thì như thế nào? À đúng rồi, chúng ta cũng thay vào đúng không? Nếu A bằng 4 và B bằng 0 thì A cộng với B sẽ bằng 4 cộng với 0 và bằng 4. Ta nói giá trị của biểu thức A cộng với A bằng 4 và B bằng 0 là 4. Vậy thì mỗi lần thay chữ bằng số đúng không? Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức A cộng với B. Chúng ta sẽ thay chữ này bằng những con số thì chúng ta sẽ tính được các cái giá trị của biểu thức A cộng với B. Bây giờ chúng ta thấy nếu như bạn An mua A chiếc bánh, còn bạn Hoa mua B chiếc bánh, còn bạn Quỳnh thì mua C chiếc bánh, thì chúng ta thấy muốn tìm ba bạn này có tất cả bao nhiêu chiếc bánh, chúng ta làm như thế nào? Đúng rồi, chúng ta cũng cộng lại với nhau đúng không? Như vậy cả ba bạn mua sẽ là bạn An thì mua A, chúng ta lấy A. Bạn Hoa thì mua B, chúng ta lấy B. Bạn Quỳnh thì mua C thì chúng ta lấy C. Như vậy ba bạn mua, cả ba bạn mua sẽ là A cộng B cộng C chiếc bánh đúng không? Vậy thì chúng mình thấy biểu thức này có bao nhiêu chữ? À đúng rồi, chúng ta có thể thấy biểu thức này thì chứa 3 chữ đúng không? A cộng B cộng C là biểu thức chứa 3 chữ. Vậy thì tương tự như biểu thức chứa 2 chữ, nếu như A bằng 3, B bằng 2 và C bằng 4 thì biểu thức A cộng B cộng C sẽ như thế nào? À đúng rồi. Nếu như A bằng 3, B bằng 2 và C bằng 4 thì A cộng B cộng C tức là lấy 3 cộng 2 cộng 4 và C bằng 9. Ta nói giá trị của biểu thức A cộng B cộng C với A bằng 3, B bằng 2 và C bằng 4 là 9. Tương tự như vậy, nếu A bằng 4, B bằng 0 và C bằng 2 thì A cộng B cộng C sẽ bằng 4 cộng với 0 và cộng với 2 sẽ là bằng bằng 6. Ta nói giá trị của biểu thức A cộng B cộng C với A bằng 4, B bằng 0 và C bằng 2 sẽ là 6. Và mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức A cộng B cộng C. Như vậy chúng ta sẽ thay những con số vào thì chúng ta sẽ có được biểu thức đúng không? A cộng B cộng C. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thực hành và luyện tập. Ở hoạt động này chúng ta sẽ thực hiện bài tập đầu tiên. Giá trị của biểu thức A nhân 6 với A bằng 3 là B. Giá trị của biểu thức A cộng B với A bằng 4 và B bằng 2 là. Giá trị của biểu thức B cộng A với A bằng 4 và B bằng 2 là. D. Giá trị của biểu thức A trừ B với A bằng 8 và B bằng 5 là. E. Giá trị của biểu thức M nhân N với M bằng 5 và N nhân bằng 9. Thì đây là những cái biểu thức chứa chữ đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy có những phép nhân nhân, phép tính cộng và phép tính trừ. Thì chúng ta sẽ thay những biểu thức chứa chữ đó bằng những chữ số mà người ta đã cho ở đây. Thì giá trị của biểu thức A
nhân 6 với a bằng 3, tức là 3 nhân 6 sẽ bằng 10, 18. Giá trị của biểu thức a cộng b với a bằng 4 và b bằng 2 thì đây là biểu thức chứa dấu cộng đúng không? A cộng b, a bằng 4 và b cộng 2 thì 4 cộng 2 bằng 6. Giá trị của biểu thức b cộng a với a bằng 4 và b bằng 2 thì chúng ta cũng thấy thay vào b bằng 2 và a bằng 4 thì đó là 2 cộng 4 bằng 6. Giá trị của biểu thức a trừ b, a bằng 8 và b bằng 5, 8 trừ đi 5 sẽ bằng 3. Biểu thức m nhân n nhân nhé. Vậy thì m bằng 5 và n bằng 9 thì 5 nhân 9 là bằng 45. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài tập số 2. Trong bài tập số 2 thì chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức m cộng với n trừ đi p. Biểu thức này chứa bao nhiêu chữ? 3 chữ, chứa hai phép tính cộng và trừ. Vậy thì với a bằng 5, n bằng 7, p bằng 8, chúng ta sẽ thay vào đây và tính cho thầy giá trị của biểu thức này. Với b đó là m bằng 10, n bằng 13 và p bằng 20, chúng ta cũng thay vào đây. Chỉ cần thay những biểu thức chứa chữ này bằng chính những con số mà chúng ta đã có ở đây. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng làm nhé. Với a bằng 5, m bằng 5, n bằng 7, p bằng 8 thì đó là 5 cộng 7 đúng không? Và trừ đi 8 thì chúng ta sẽ có kết quả đó là bằng 13, bằng 12 đúng không? 12 trừ đi 8 sẽ bằng 4. Nếu như m bằng 5, n bằng 7, p bằng 8 thì m cộng n trừ b sẽ là 5 cộng 7 trừ 8 bằng 4. Còn nếu như câu b, nếu m bằng 10, n bằng 13, p bằng 20 thì m cộng n trừ p sẽ bằng 10 cộng với 13 là 23, 23 trừ đi 20 sẽ là bằng 3. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Đối với bài tập này thì yêu cầu chúng ta đó là gì? Số đúng không? Thì theo từng cột ở đây thì chúng ta thấy A sẽ là 6, 10, 30, B sẽ là 3, 2, 5, C sẽ là 3, 6 và 7. Đây chính là những biểu thức chứa chữ. Nếu như A bằng 6, B bằng 3, C bằng 3, vậy A cộng B cộng C sẽ bằng bao nhiêu? Thì chúng ta chỉ cần thay vào. Tương tự như vậy, A trừ B cộng C bằng bao nhiêu? A cộng B nhân với C thì bằng bao nhiêu? A cộng B tất cả chia cho C. Vậy thì chúng ta sẽ thay những cái biểu thức chứa chữ này bằng chính những cái giá trị A bằng 6, bằng 10, bằng 30, B bằng 3, bằng 2, bằng 5, C bằng 3, bằng 6, bằng 7 chính vào những cái biểu thức chứa chữ này để giải bài tập này. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ quan sát lên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ cho các bạn nào. Nếu như A bằng 6, B bằng 3 và C bằng 3, A cộng B cộng C sẽ là bằng 12. A bằng 6, B bằng 3 và C bằng 3, A trừ B cộng C sẽ là bằng 6 đúng không? Còn nếu như 10, A bằng 10, B bằng 2, C bằng 6, A cộng B cộng C sẽ là bằng 18. A bằng 30, B bằng 5 và C cộng 7, A cộng B cộng C sẽ là bằng 42. A bằng 10, B bằng 2, C bằng 6, A trừ B cộng C sẽ là bằng 14. Rồi tương tự cột thứ 3 này thì sẽ là bằng 32. Và A bằng 6, B bằng 3, C bằng 3, A cộng B nhân với C thì đương nhiên phép tính nhân chúng ta sẽ làm trước. 33 là 9, 96 là 9 cộng với 6 là 15 đúng không? Và cột thứ hai thì sẽ bằng 22 và tiếp theo là 65. Ở đây thì bằng 3 và bằng 2 và bằng 5. Chúng ta kiểm tra lại xem bài làm của chúng ta có giống với bài làm của thầy trên màn hình không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Trong bài tập số 4 thì chúng ta sẽ đọc và giải thích cho bạn. Một hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật, S là diện tích của hình chữ nhật. Đây là chiều dài A, chiều rộng B, chiều rộng là B, chu vi là P và S là diện tích. Như vậy chúng ta sẽ có công thức tính chu vi hình chữ nhật là P thì bằng A cộng B tất cả nhân cho 2. Còn công thức tính diện tích sẽ là bằng S thì bằng A nhân với B, AB cùng đơn vị đo.
đó chính là công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Ví dụ hình chữ nhật có chiều dài là 10 cm, chiều rộng là 5. Thì chúng ta thấy là chu vi thì như thế nào? À đúng rồi, dựa vào công thức này đúng không? Chúng ta sẽ lấy dài cộng với rộng và nhân cho 2 thì bằng 30. Diện tích thì dài nhân với rộng đúng không? Chúng ta sẽ nhớ công thức này để làm bài tập tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo thì áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết A bằng 10, B bằng 12 và A bằng 35 km và B sẽ bằng 15 km. Áp dụng công thức trên để tính diện tích hình chữ nhật, biết A thì bằng 60 cm, B bằng 30 cm và A thì bằng 42 cm và B thì bằng 21 cm. Công thức vừa rồi chúng ta có thể áp dụng để đây đều là những số có đơn vị đo rồi đúng không? Giống nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức vừa rồi để làm nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có chu vi hình chữ nhật nếu như có chiều dài A bằng 13 cm và chiều rộng B bằng 12, thì chúng ta thấy công thức P chu vi sẽ là A cộng B tất cả nhân cho 2, tức là sẽ bằng 13 cộng với 12 nhân với 2 thì bằng 25 nhân với 2 thì bằng 50 cm. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài A thì bằng 35 km, B thì bằng 15 km. Thì chúng ta cũng làm như thế nào? À, chu vi chúng ta thấy dài cộng rộng tất cả nhân cho 2, tức là thay vào A thì sẽ bằng là 35, B thì sẽ bằng 15, A cộng B chính là 35 cộng 15, tất cả gì nhân cho 2 thì sẽ bằng 50 nhân 2 là 100 km đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập tiếp theo nhé, câu C nhé. Tính diện tích thì chúng ta lấy dài nhân với rộng đúng không? Thì thay vào diện tích hình chữ nhật sẽ có chiều dài là A thì bằng 60, chiều rộng sẽ là 30. Thì S sẽ bằng A nhân B, A ở đây sẽ bằng 60 và B ở đây sẽ là bằng 30. Như vậy 60 nhân 30 thì bằng 1.800 cm vuông. Nhớ là diện tích sẽ là cm vuông. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài là A bằng 42 cm, B là bằng 21 cm. Thay vào chúng ta thấy A thì bằng 42, B thì bằng 21. Như vậy diện tích sẽ là A nhân với B thì bằng 882 cm vuông. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động trải nghiệm, vận dụng trải nghiệm. Thì chúng ta sẽ đo chiều dài và chiều rộng rồi tính chu vi của bìa sách bằng con. Thì chúng ta sẽ đo xem là quyển sách có chiều rộng là 19 cm hay là chiều dài là 26 cm này. Chu vi của bìa sách thì toán là, thì chúng ta thấy nên muốn tính chu vi thì dài cộng rộng nhân với 2 đúng không? Thì chúng ta có thể đo rồi tính công thức ở đây. Một số phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tham gia một trò chơi, đó là giá trị của thức A nhân với 12 cộng A nhân với 88 với A bằng 87 là A 870, B 8.700, C là 99.900, D là 10.000. Vậy đáp án của chúng ta nếu thay A bằng 87 vào đây thì sẽ là chính xác đáp án B 8.700. Giá trị của biểu thức A cộng với 5 cộng B cộng với 5 cộng A cộng với 5 cộng B cộng với 5 với A cộng B sẽ là bằng 20. A cộng B nhé, A cộng B sẽ là bằng 20, thì là A 80, B là 70, C là 60 và D là 90. Đáp án sẽ là C. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài biểu thức có chữ chữ. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.